Ba nước chính Á Châu không tham gia vào việc Trung Cộng vận động thành lập ngân hàng tin tưởng Bắc Kinh Trung Cộng. Ba nước Úc, Indonesia và Nam Hàn đã không tham gia việc Trung Cộng vận động thành lập ngân hàng phát triển cơ sở hạ tầng Á Châu. Trung Cộng đề nghị thành lập ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng Á Châu gọi tắt là AIIB với số tiền vốn là 50 tỷ Mỹ Kim. Ngân hàng này nếu được thành lập sẽ là một ngân hàng cạnh tranh với Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á Châu, được Hoa Kỳ và các nước đồng minh Tây Âu đầu tư nhiều nhất. Trung Cộng muốn bành trướng ảnh hưởng trong vùng. Dù là nước có nền kinh tế đứng hạng thứ nhì trên thế giới, quyền bỏ phiếu của Trung Cộng bị giới hạn tại Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á Châu. Cuộc vận động thành lập AIIB được tổ chức tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh, đặt dưới sự chủ tọa của Bộ trưởng Tài chánh Trung Cộng là ông Lầu Kế Vĩ, với sự tham dự của phái đoàn 21 quốc gia, trong đó có Ấn Độ, Thái Lan và Mã Lai. Trung Cộng sẽ là cổ đông lớn nhất đóng góp 50% tiền vốn. Báo chí cho biết là Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã áp lực Úc đứng ngoài việc thành lập AIIB. Nam Hàn cũng là đồng minh thân cận của Hoa Kỳ, không tham gia cuộc họp tại Bắc Kinh nhưng chưa chính thức từ chối. Theo một viên chức cao cấp Trung Cộng, AIIB có thể sẽ được bắt đầu hoạt động vào năm 2015. Vào ngày hôm qua, thì Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Á Châu hay ADB nói rằng ông ta không hoan nghênh việc Trung Cộng thành lập một ngân hàng cạnh tranh. Ngân hàng ADB được thành lập trong năm 1966, đã cho các nước vay tiền với lãi suất thấp để phát triển vào cuối năm 2013. Hoạt động tài chánh của ADB lên được trên 21 tỷ Mỹ Kim. Trung Cộng đóng góp 6.5% cổ phần ADB, trong lúc Hoa Kỳ và Nhật Bản mỗi nước đóng góp 15.6%.